Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã lại đồng hành với mình trong một cái video này. Thì mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ một cái mà mình nghĩ rằng là cũng đang rất nhiều anh em đang vướng phải trong cái mùa uptrend năm nay đó. Tại vì là sao? Tại vì là đối với cái xu hướng của BTC đang tăng trưởng rất là mạnh, cùng với đó là cái toàn bộ thị trường của chúng ta luôn cũng tăng trưởng theo, và với cái tốc độ rất là nhanh đó anh em. Thì đây cũng là một cái niềm vui đối với anh em chúng ta, đúng không? Khi mà thị trường đã hoàn toàn uptrend và đã rất là xanh rồi. Nhưng mà nó cũng sẽ có những cái điều rủi ro nó ẩn sâu trong đó. Và đó chính là cái lý do mà mình muốn làm cái video này ngay lập tức để mà có thể gửi đến cho anh em. Và cái rủi ro đó là gì? Thì như anh em cũng biết rằng là trên thị trường chúng ta hiện tại là có hơn 10.000 đồng coin khác nhau, đúng không? Và cái sự tăng trưởng này đối với trên tổng thể thị trường nói chung đó, thì nó cũng sẽ vô tình nó tạo nên một cái cơ hội để cho những cái đồng altcoin mà mình hay gọi, mình không có muốn gọi một cái từ nó rất là đau thương như là shitcoin hay là coin rác gì đâu, nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái cơ hội cho những cái đồng altcoin, những cái dự án scam, những cái dự án lừa đảo, những cái đồng altcoin nó ăn theo một cái xu hướng nào đó mà đang rất được cộng đồng chờ đợi, đang phổ biến trên thị trường đó, thì nó sẽ lấy đi tiền của các nhà đầu tư mà ăn theo những cái xu hướng FOMO như vậy. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa đến cho anh em một cái cách để mà anh em có thể nhận ra được là đây có phải là một cái dự án scam hay không, những cái cách cơ bản nhất cho anh em thôi. Và vì nếu mà mình phân tích ra một cách nó dài dòng, nó lê thê, nó lượt thuộc đó, thì nó sẽ khiến cho cái khối lượng của cái video này nó rất là dài, và mình chỉ hướng dẫn những cách cơ bản nhất để cho anh em bước đầu mình có thể nhận biết được là đây có phải là một dự án trend, một dự án scam nó sinh ra để mà nó lấy tiền của chúng ta hay không. Và mình sẽ lấy dẫn chứng ở trong cái video này là một cái đồng mà chắc trong tuần qua thì anh em cũng đã nghe khá là nhiều về cái đồng này rồi, đó chính là cái đồng Squid Game ha. Thì anh em thấy á, thì cái đồng Squid Game này á, thì có lẽ là cái xu hướng khi mà chúng ta xem một cái bộ phim trên Netflix đã khá là phổ biến trong thời gian vừa qua, thì anh em cũng biết đó chính là một cái bộ phim mà trò chơi con mực đó. Thì mình thì đích thân mình cũng đã xem bộ phim đó rồi. Thì ngay khi mà cái bộ phim đó được công chiếu ở trên nền tảng phim Netflix đó, thì đã nhận được rất nhiều những cái lời tán dương, những cái lời khen thưởng, cũng giống như là đã dậy ra một cái phong trào là trò chơi con mực đó anh em. Đó, thì cái đồng token này á, nó được tạo ra là dựa trên cái xu hướng đó, và nó đã khiến cho các nhà đầu tư cảm thấy rất là phấn khích về cái đồng này. Ngay cả những người mà họ không biết về cái bộ phim đó thì họ cũng bị cuốn vào cái đồng này, chứ huống chi chúng ta nói về những người mà họ đã tồn tại trong thị trường này rồi đó. Thì anh em thấy, mình sẽ cho anh em thấy một cái biểu đồ của cái đồng này, nó rất là kinh dị. Thì anh em thấy không, thì cỡ khoảng vào đầu tháng 10 đó anh em, thì cái đồng này nó tăng trưởng một cách rất là kinh khủng, và đã có mức là nó chạm tới khoảng là 582 đô, gần 600 đô đó. Thì nhưng mà chỉ trong một ngày sau đó anh em, thì nó đã đi về lòng đất luôn, và nó đi rất là nhanh, nó đi cực kỳ nhanh luôn. Và nếu mà anh em nào đã xem qua cái video mà để mà có một cái người, một cái anh đó, anh đã xem một cái cú lao dốc như thế này, thì đây nhá. So the market cap is $2.168 trillion. And now the market, oh! Oh! It went to zero! Yo! Đó, thì anh em thấy không? Cái video này nó đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng là cái sự sụp đổ nó rất là nhanh, nó chỉ trong chưa đầy 5 giây, đúng không? Đó, vậy thì nó đi vào lòng đất luôn, đúng nghĩa là đi vào lòng đất luôn. Vậy thì cái điều này nó đã cuốn theo mình biết rằng là mặc dù cái sự kiện này nó hơi mắc cười một tí, nhưng mà nó cũng rất là đau thương anh em, tại vì cũng đã có rất nhiều nhà đầu tư họ lao và họ đu đỉnh ngay cái đoạn này nè. Đó, và cái cú sụp này cũng đã cuốn rất nhiều tài sản của các nhà đầu tư. Và mình nghĩ rằng đây không phải là một cái trường hợp đầu tiên và duy nhất ở trong lịch sử tiền mã hóa đâu, mà trước đây chúng ta cũng đã gặp rất 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 nhiều cái trường hợp này rồi. Đó, mà mình vẫn không tìm một cái lý do tại sao để mà có thể giải thích được là tại sao vẫn rất nhiều người FOMO như vậy. Đó, chỉ có những cái lý do chính sau đây mà mình cho rằng là có hai lý do thôi. Thứ nhất là những người mới họ tham gia vào thị trường, họ chưa biết được cái quy luật của thị trường ra sao, cũng như chưa biết cách để mà mình định hướng, mình định giá được là cái đồng token này, cái dự án này nó có tiềm năng như thế nào, mà họ chỉ đơn giản rằng là tôi bỏ tiền vào đây để mà tôi FOMO theo thị trường như vậy mà thôi. Khi mà một cái đồng coin nó tăng quá là nhanh, nó tăng quá là xanh, và nó tăng rất là kinh khủng tới mấy ngàn phần trăm như vậy, thì tôi đu theo xu hướng mà thôi. Nhưng mà đó là một cái lý do mình nghĩ rằng là nó đã chiếm phần lớn ở trong những cái trường hợp như thế này. Và cái lý do thứ hai chính là
những người mà họ đã tham gia thị trường lâu rồi, nhưng mà đôi lúc mình không có kiểm soát được cái lòng tham của mình đó anh em. Mình cứ bay vào những cái trường hợp như thế này để mình mong muốn có một cái khoản lợi nhuận nó lớn hơn, nó tối ưu hơn. Vì có lẽ rằng là cũng hơi thông cảm một tí là có lẽ rằng là cái chặng đường đầu tư của họ thì đôi lúc cái sự thiếu kiên nhẫn cũng giống như là chưa có một cái sự gọi là sự trưởng thành hơn trong thị trường, nên những cái trường hợp này họ rất dễ để mà lâm vào như thế này. Đó, thì anh em cũng thấy là những cái trường hợp này nó xảy ra rất là phổ biến luôn. Và đặc biệt á, là đối với những cái đồng mà meme coin đó, những cái xu hướng trước đó, như là dê, chó, mèo gì đó, mà ăn theo những cái đồng meme coin như là Dogecoin đó, hoặc là Shiba Inu chẳng hạn, thì cái trường hợp này nó diễn ra rất là phổ biến. Thì anh em thấy rằng á, để mà mình tránh đi những cái trường hợp như thế này thì mình phải nhìn nhận ra sao, thì đây là những cái cách mà mình sẽ chỉ cho anh em ngay như thế này. Thì trước khi mình chỉ cho anh em á, thì mình cũng sẽ đưa một tí thông tin về cái đồng Squid này. Thì anh em thấy á, là bên mình cũng đã đăng một cái bài để mà cảnh báo cho anh em về cái đồng Squid Game này rồi. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái đồng này đó, nhìn vào những đội ngũ phát triển dự án cũng giống như là cái việc mà phân bổ token ngay từ đầu đó, thì nó cũng rất là mơ hồ, và nó đem đến cho các nhà đầu tư, và nhất là mình bây giờ mà lấy trường hợp của mình đi, khi mình nhìn vào cái đồng này và mình click vào những cái thông tin cơ bản để mà mình nắm bắt được là ở cái dự án này nó tạo ra để làm cái gì, nó giúp được cái gì cho thị trường hay không, thì đối với mình đó, thì khi mà mình nhìn vào mình cảm thấy nó rất là lu mờ và nó gây cho mình một cái sự hoang mang nhất định rồi, chứ chưa nói đến việc mình sẽ vào đầu tư cái đồng này nữa. Thì ở đây đầu tiên mình sẽ chỉ cho anh em nha. Thì khi mà anh em thấy cái đồng này, mình lấy ví dụ cái đồng này đi, thì ở đây á mình sẽ truy cập vào cái trang gọi là CoinMarketCap. Thì ở đây nó sẽ có những cái thẻ nè anh em, những cái thẻ này để cho chúng ta biết được rằng là cái dự án này nó, cái trang web nó ra sao, cộng đồng của nó như thế nào, những cái kênh mạng xã hội của nó như thế nào, từ đó để mình có thể đánh giá được là cộng đồng đang nghĩ gì về cái đồng token này, và trang web họ xây dựng nên, họ đưa cho chúng ta cái lịch trình phát triển của họ ra sao, cái tokenomics hay còn gọi cái sự phân bổ token của họ qua những vòng gọi vốn, chiến lược của họ được phân bổ ra sao, thì để cho chúng ta có thể nắm rõ được thông tin của dự án hơn. Thì ở đây đó anh em thấy rằng cái đồng Squid Game này đó, khi mình đây cái trang web của nó đây, khi mình click vào cho anh em xem thì hoàn toàn chạy luôn, nó cứ load như vậy đó, và nó hiện ra là bạn không thể truy cập trang web này. Và trước khi mà mình làm video này cho anh em đó, mình cũng đã thử rất là nhiều lần khi mình truy cập cái trang web của Squid Game rồi, nhưng mà thật sự bây giờ nó đã không có ra nữa đó. Và chúng ta hãy đến với community đi. Thì community đây là một cái thẻ rất là quan trọng đối với một dự án, vì nó phản ánh lên được là cái mức độ quan tâm của cộng đồng đối với dự án ra sao, và cách dự án họ tương tác với cộng đồng nó nhiều như thế nào, nó thường xuyên như thế nào, để họ có thể họ đáp ứng được những cái nhu cầu đối với cộng đồng đang quyết định đầu tư vào dự án của họ ra sao. Cũng giống như là đây cũng là một cái kênh để họ có thể thông báo những cái chiến lược, những cái chiến dịch chính thức của họ khi mà họ thực hiện những cái bản nâng cấp lớn, hoặc là họ thực hiện những cái chiến dịch theo từng giai đoạn để có thể mà thúc đẩy giá, thúc đẩy cái dự án của họ nữa. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là đối với cái đồng này đó, thì bây giờ mình chưa cập nhật vào Medium ha, mình sẽ cập nhật vào Twitter trước, tại vì là Twitter nó như là một cái kênh rất là phổ biến đối với anh em chơi crypto của chúng ta rồi. Thì anh em thấy khi mình truy cập vào đây đó, thì nó hiện là một cái bảng như thế này. Thì ở đây nó nói là cái trang này nó đã bị vô hiệu hóa tạm thời rồi, và những gì bạn có thể thấy sẽ không có tốt cho cái tài khoản của bạn đó, và bạn vẫn muốn xem nó chứ. Thì đối với những cái khi mà trên mạng Twitter đó, khi mà anh em thấy một cái trang Twitter nào mà nó hiện lên cái này, thì có thể rằng là cái tài khoản Twitter này nó đã bị một cái vấn đề gì đó mà chúng ta không nên truy cập vào để xem những cái nội dung nó không có được lành mạnh cho lắm đó. Thì ở đây mình sẽ đánh liều nhé, mình sẽ view profile thử. Thì ở đây đó thì đã có những cái dòng thông tin Twitter đăng vào ngày 29 tháng 10 nè anh em. Đó, 28 tháng 10. Và theo mình đó, những cái dòng thông báo này nó rất là vô thưởng vô phạt và nó không mang một cái ý nghĩa gì cả. Và anh em thấy rằng á là cái dòng thông báo mới nhất là khoảng là ngày 29 tháng 10. Đó, ngày 29 tháng 10 tức là nó cùng ngày, nó gần sát với cái ngày pump, và sau đó nó đâm một cây và nó chìm hẳn vào giấc ngủ luôn. Thì từ đó đội ngũ dự án đã không có hoạt động trên cái Twitter này nữa. Thì cũng như Coin68 của mình đưa tin đó, thì đến bây giờ thì đội ngũ Twitter họ cũng đã không có thông báo nữa, và ngay cả trên Telegram luôn, họ nói rằng là họ đã quá là stress, họ không có muốn đối mặt với những cái công kích, đối mặt với những cái âm mưu này nữa. Thì điều này mình sẽ lý giải ra sao? Đó chỉ là một cái sự lừa đảo, scam của các nhà đầu tư, và họ đã lấy tiền mà họ đã bỏ chạy rồi. Đó, anh em đã hình dung được cái câu chuyện mình đang muốn nói hay chưa? Thì
đó là những cái thông tin đầu tiên ha. Và ở đây chúng ta tiến đến một cái thông tin tiếp theo, tức là anh em thấy rằng á, cái supply, tức là cái tổng nguồn cung của họ đưa ra cũng khá là nhiều, và cái volume nó cực kỳ bé luôn. Anh em thấy volume nó chỉ tầm khoảng là 152 triệu, đúng không? 152 triệu thôi, mà nó cứ giảm liên tục như vậy. Đó, và cap của nó là 263 triệu. Và chủ yếu á, và chủ yếu thì nó được giao dịch ở trên các sàn DEX mà thôi. Đó, thì đối với những dự án như thế này thì chúng ta lấy đâu ra thanh khoản để mà chúng ta có thể là chúng ta swap anh em, đúng không? Và đối với một nhà đầu tư khi mà bây giờ họ chấp nhận họ swap đi nữa thì họ cũng phải chịu lỗ rồi. Đó, thì ở đây mình muốn nhấn mạnh với anh em rằng là trước khi chúng ta vào một cái dự án nào đó, chúng ta hãy nên tìm hiểu kỹ về cái dự án đó. Và ở đây mình sẽ đưa đến cho anh em tiếp theo, tức là những cái qua những cái cách cơ bản vừa rồi, như là mình check về website, check về Twitter đó, thì qua những cái đó thì mình sẽ dẫn đến anh em tiếp theo. Một cái thì ở đây mình có một cái trang gọi là cái trang Coinbase ha. Thì cái trang này á, để giúp cho anh em có thể tra cứu được những cái người mà họ đứng đằng sau dự án là những người như thế nào, dự án đó là dự án như thế nào thông qua website của họ. Và chúng ta có thêm một cái trang nữa, đó chính là cái trang LinkedIn. Thì cái trang đó là cái trang mà mình nghĩ rằng là rất nhiều anh em cũng đã khá là quen rồi. Thì ở đây đi, mình lấy đại một cái đồng coin nào đó để mình có thể mình thao tác từng bước, để cho anh em có thể biết được rằng là ở cái cách đầu tiên khi mình tiếp cận với dự án, mình cần xem những thông tin gì để biết rằng cái dự án này nó không scam như những cái trường hợp vừa rồi ha. Để mình xem mình sẽ lấy một cái dự án nào. Đây, mình thử lấy AVAX đi. Tại vì AVAX thì cũng mới lập ETH mới nè. Đây, mình sẽ click vào ha. Đây, anh em thấy website đầu tiên giống như cái bước hồi nãy mình chỉ anh em, website mình sẽ vào AVAX. Đó, ở đây nó có những cái thẻ như thế này, anh em có thể vào để mà mình tùy chọn ha. Đợi tí nha anh em, mình sẽ tắt bớt những cái này đi. AVAX. Nó có hai website luôn, để mình mở hai cái cho anh em xem rõ ràng luôn nha. Đây. Đó, khi nhìn vào cái web, khi nhìn vào một cái website nó như thế này, thì anh em, đối với cá nhân mình, thứ nhất, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Mình chưa biết cái nội dung ra sao, nhưng mà đối với một cái thiết kế nó rất là hoàn thiện và nó rất là trật tự như vậy, thì nó đã khiến cho mình có thể tìm hiểu sâu hơn về cái dự án này rồi, đúng không? Thì chúng ta hãy kéo xuống đây, chúng ta thấy rằng là Avalanche and the New, đó, những cái thông tin về AVAX nè. Rồi ai đang xây dựng cùng AVAX, thì ở đây chúng ta có những cái tên rất là kỳ cựu ở đây, như là chúng ta có Chainlink, chúng ta có The Grab, chúng ta có USDC, chúng ta có TUSD. Và ở đây á, họ đã đưa ra một cái rõ ràng cho chúng ta luôn là khi mà AVAX đối với những cái đối thủ cạnh tranh như thế nào, thì ở đây chúng ta có những cái thông số nè. Đó, chúng ta có những cái thông số như là số lượng nhà xác thực nè, đó, rồi cái tốc độ xử lý giao dịch ra sao, vân vân và vân vân. Rất là rõ ràng luôn. Những cái thông tin này cực kỳ rõ ràng để đem đến cho các nhà đầu tư chúng ta một cái nhìn nó rõ nét hơn. Và ở đây chúng ta có đây DeFi, chúng ta có những cái tổ chức. Đó, chúng ta có rất nhiều giải pháp ở đây. Đó, chúng ta có giải pháp về ví nè. Đó, chúng ta có trình khám phá về những cái điều mới mẻ sâu hơn về cái nền tảng AVAX này. Đó, chúng ta có roadmap rõ ràng luôn. Và chúng ta có AVAX Token Info luôn. Thì khi mà cái AVAX Token Info này, tức là khi nào anh em click vào đây đó, thì chúng ta sẽ có những cái thông tin về cái token AVAX này. Đó, nó được dùng để làm gì? Đó, nó được list sàn nào? Và ví nó được lưu trữ trên những cái ví nào đang sẵn sàng để mà hoạt động. Và cái việc stack, cái việc mà đặt cược ra sao, khối lượng ra sao, và cái việc thiêu hủy AVAX ra sao. Đó, nó có đầy đủ trong đây hết luôn. Và hồi nãy giờ hình như là mình chưa thấy cái đội ngũ phát triển ra sao ha. Ok, để mình xem cái qua cái trang bên này. À đây rồi, đội ngũ phát triển ở đây. Thì hồi nãy là AVAX nó có hai cái trang web nữa, đúng không anh em? Thì đây, cái trang web còn lại của AVAX, thì chúng ta vào team đi. Đây, quan trọng nhất khi mà đối với người mới, khi mà anh em bắt đầu bước vào một cái việc mà chúng ta đọc về dự án, thì chúng ta hãy xem về đội ngũ của dự án như thế nào. Khi mà anh em click vào team đó, thì ở đây họ liệt kê những cái nhân sự rất là rõ ràng trong cái việc mà build, xây dựng cái nền tảng này. Thì đầu tiên họ cũng rất là kỹ lưỡng luôn. Thì họ nói rằng là sao? Họ nói rằng là team của họ nè bao gồm những chuyên gia ở trong những cái lĩnh vực như là lĩnh vực về công nghệ máy tính, lĩnh vực về kinh tế, lĩnh vực về tài chính đó. Và đội ngũ AVAX đó thì những cái người mà hoạt động trong AVAX đó, thì họ đã có kinh nghiệm để mà làm việc đối với những cái lĩnh vực này, và đã nằm ở trong những cái công ty mà dẫn đầu
đó, top 500 công ty về lĩnh vực tài chính và công nghệ ha. Tức là họ đã có những cái kinh nghiệm làm việc trong những công ty đó rồi. Thì ở đây chúng ta chưa bàn đến việc tên nha, nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào cái kinh nghiệm của họ đi. Thì họ đã được kết nối với Microsoft, Google, Morgan Stanley, vân vân và mây mây. Thì chưa gì là mình đã có một cái sự tin tưởng rồi đúng không? Và ở đây chúng ta có những cái gương mặt như thế này. Và anh em thấy rằng á, những cái gương mặt như thế này á, họ đều có một cái tài khoản LinkedIn như thế này. Đó, để mà chúng ta có thể click vào, chúng ta xem được là cái tài khoản, cái profile của họ ở trên LinkedIn nó như thế nào. Đó, thì họ đều để hết ở đây. Và có cả cái tài khoản của Twitter ở đây luôn, họ đều để sẵn hết cho anh em luôn. Đây, chúng ta kéo xuống đội ngũ rất là đông luôn. Cái điều này nó cũng là một cái để mà có thể xây dựng cái niềm tin ở cho nhà, ở nơi nhà đầu tư như là những con người như chúng ta vậy. À, đây rồi, CEO đây rồi. Thì để mình sẽ sao chép cái tên ông này nha. Sao chép. Và hồi nãy á, mình có hướng dẫn cho anh em một cái trang gọi là cái trang Coinbase. Thì đây, thì đây là một cái trang nó khá là thú vị, nó bên cạnh cái trang LinkedIn nữa. Mà ở đây chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm profile của những người mà nổi tiếng, những cái người mà họ đã có một cái bề dày làm việc của họ ra sao, thì nó đều được liệt kê hết trong đây. Đó, thì mình vừa sao chép tên của ông CEO này, tức là ông mà ông giám đốc điều hành của AVAX, thì mình sao chép lên đây thì anh em có thể thấy rằng là tên của ông đã xuất hiện trên đây đó. Đây, thì anh em thấy rằng là tên của ông đã xuất hiện trên đây. Và ở đây ghi rõ rằng là cái hạng công việc của ông ra sao, ông như thế nào. Và cũng có tài khoản LinkedIn ở đây cho anh em có thể tham khảo một cái trang kế tiếp nữa, để chúng ta có cái nhìn nó tổng quan hơn. Thì ở đây cũng có luôn. Đây, mình sẽ click vào để cho anh em hình dung ra luôn nha. Đây, ông cũng có ở trên LinkedIn luôn. Và đây, AVAX Lab ở đây. Thì đủ để xác minh cho chúng ta biết được rằng là ông chính là giám đốc điều hành của AVAX. Và profile của ông cực kỳ chuẩn. Đó, vậy thì đó là những bước cơ bản để chúng ta có thể định hình được AVAX là một nền tảng. Chưa nói gì về cái tầm phát triển, về cái roadmap của nó ra sao, về đồng coin của nó như thế nào. Nhưng mà trước hết về đội ngũ đứng sau thì chúng ta đã yên tâm rồi. Ok, và chúng ta tiếp đến là chúng ta có community nè. Đây, mình sẽ vào Twitter đi. Đó, Twitter thì anh em thấy rằng là Twitter của AVAX cực kỳ chi tiết luôn. Vào ngày đó, cực kỳ chi tiết luôn. Vào 11 giờ trước nè, vào 4 giờ trước nè. Và họ cập nhật liên tục cho chúng ta luôn. Đó, và anh em thấy rằng là mỗi cái bài đăng của họ đó thì cái số lượng người comment là nó rất là nhiều, và retweet lại cũng rất là nhiều luôn. Và chúng ta thấy được rằng là có 390.000 người đang follow họ. Đó, thì đây là một trong những cái kênh truyền thông xã hội chính chủ ha anh em. Thì điều này cũng đã xây dựng cho chúng ta một cái niềm tin, một cái điểm cộng tiếp theo để mà chúng ta có thể tin tưởng vào cái đồng này. Đó, thì vào một cái cách tiếp theo để mà anh em có thể biết được là đâu là dạng scam, đâu là dạng không scam á, thì anh em có thể vào Messenger ha. Mình tìm anh em nào mà chưa biết cái dự án đó ra sao đó, hoặc là chưa biết một cái đồng coin nào mình nên đầu tư, hoặc là mình là người mới, hoặc là mình tìm những cái con, những cái gem mà nó tương tự giống như vậy, tức là mình hay gọi chung là những con low cap đó, tức là những con mà cái vốn hóa của nó đang rất là bé và nó chưa có được phát triển, mà mình không biết rằng là nó có rác hay không, nó có phải là những cái dự án lừa đảo này hay không. Thì cái cách tốt nhất mà mình muốn chỉ cho anh em thì anh em cứ vào Messenger, anh em tìm những cái quỹ đầu tư lớn, ví dụ ở đây là những vào Coinbase đi. Đó, mình tìm những cái quỹ đầu tư lớn như vậy, Coinbase. Thì ở đây đó, anh em có thể thấy được rằng là Coinbase Venture là một cái quỹ đầu tư của sàn giao dịch Coinbase ha, một sàn giao dịch mà hàng đầu Hoa Kỳ luôn. Thì ở đây á, là những cái dự án mà Coinbase đang đầu tư. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là cái market cap này nè. Đó, chúng ta hãy click vào market cap. Thì ở đây nó sẽ list cho anh em những cái con mà nó có tổng giá trị vốn hóa thị trường, nó đi từ cao đến bé. Thì chúng ta cứ kéo thôi, đó, thì ở đây chúng ta có thể phát hiện được là những con như là Lido Down nè, Rarible nè. Đó, đang có những cái market cap rất là bé, là 125 triệu đô, 99 triệu đô. Đó, và sau đó chúng ta hãy tìm những cái con này trên CoinMarket Cap hoặc là CoinGecko, để ta có thể mà nghiên cứu về nó, đọc về đội ngũ phát triển của nó ra sao, giống như những cách mình chỉ anh em. Đó, và nếu anh em muốn tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta có thể vào white paper của nó để mà chúng ta đọc. Thì cái này nó hơi nghiêng về những cái như là
về học thuật và về technique và về kỹ thuật rồi. Đó, anh em có thể vào đây anh em đọc về đó, họ rất là chi tiết luôn. Đó, nền tảng Avalanche đó được ra mắt vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, giới thiệu ra sao, mục tiêu như thế nào đó, và cái cách mà họ tạo ra nó để làm cái gì thì nó hơi nghiêng về học thuật rồi. Anh em nào có thời gian đó thì mình cứ đọc thêm cũng không sao hết, thì nó chỉ bổ sung kiến thức cho mình thôi. Đó thì Coinbase, chúng ta vào Mercury, chúng ta tìm những cái con low cap mà chúng ta hy vọng rằng là có thể có mức lợi cao, thì anh em cứ làm theo những cách mình chỉ. Mình vào đây, mình xem, mình nhấn vào đây ha, để mình chỉ lại cho anh em. Mình nhấn vào Report Market Cap thì nó sẽ list những cái danh sách được Coinbase đầu tư từ giá trị vốn hóa cao đến giá trị vốn hóa thấp, để mà anh em có thể tha hồ lựa chọn luôn. Đó, ở đây chúng ta có đầy mà. Chúng ta có Lido Dow, Pond, Covalent, chúng ta có Dodo nè, đó, rất là nhiều luôn. Hoặc là chúng ta có thể search ở đây hình như nó có trend luôn nè, A16Z cũng là một cái quỹ khá là nổi tiếng ha, đầu tư vào rất nhiều luôn. Thì chúng ta cứ làm như vậy thôi, chúng ta cứ report market cap, chúng ta kéo, thì chúng ta cứ làm những cái thao tác như vậy thôi. Và khi mà anh em đã chọn được một cái con cho mình rồi đó, một cái con cho mình rồi, thì mình sẽ hãy sao chép con đó lên coin market cap, và chúng ta đi vào website, chúng ta đi vào community Twitter nè, Telegram nè, hoặc là Reddit nè, hoặc là chúng ta vào white paper để mà chúng ta tìm hiểu xem là nó ra sao. Ok chưa anh em? Và một cái bước tiếp theo đó thì mình muốn nâng cấp hơn cho anh em nữa, tức là mình sẽ, ví dụ như là mình sẽ tìm về, mình biết cái con đó rồi thì mình sẽ tìm con đó ra sao. Ví dụ mình đọc con đó, mình thấy rằng là con đó nó thuộc trend Metaverse, con đó nó thuộc trend NFT, con đó nó thuộc trend DeFi, vậy thì các đối thủ của nó như thế nào. Thì ở đây á, ở trên Coinmarket Cap thì nó hơi khó, nên mình sẽ chỉ cho anh em một cách rất là đơn giản hơn. Anh em có thể truy cập vào cái trang là CoinGecko ha. Thì ở đây anh em có thể vào cái on này đó, ở đây nó liệt kê hết cho anh em về những cái phạm trù của cái đồng coin nó đang thuộc như thế nào. Ví dụ là mình sẽ vào đâu, mình sẽ vào Metaverse đi, một cái trend đang rất là phổ biến hiện nay. Đây, chúng ta vào Metaverse thì chúng ta sẽ thấy được rằng ở trong đây là đầy đủ tất cả những đồ chơi, tất cả những con thuộc cái trend Metaverse này. Đâu, xong rồi chúng ta sẽ tiến hành sao? Chúng ta sẽ tiến hành quẹo lựa. Đó, nếu mà anh em nào mà mới vào thị trường đó, anh em có thể xem những con top đầu của Metaverse như là về AX nè, về Mana nè, về ANJ, về Sandbox, đó, vân vân mây mây. Và nếu mà anh em nào mà nghĩ rằng là chúng ta đã tham gia thị trường lâu năm rồi, chúng ta biết được rằng là cái tiềm năng của những con low cap nó cực kỳ lớn, vậy thì chúng ta tìm low cap ra sao, thì anh em cứ kéo thôi, anh em cứ kéo từ đầu này đến cuối cùng thì nó sẽ có những con low cap. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là ở đây là market cap, là tổng vốn hóa nè, có những con mà khoảng là chỉ tổng vốn hóa 1 triệu thôi đó, như là những con như thế này. Thì những con như thế này thì mình thật sự mình không có dám đụng, tại vì mình sẽ liệt nó vào cái danh sách Squid Game đó. Mà mình sẽ tìm những con mà tầm khoảng từ rank 400 trở lên, như là ví dụ như là con này đi, mình click vào con này đi đó, thì anh em cũng giống như những cái thao tác của mình, nó chỉ khác cái giao diện ở bên đây một tí là anh em sẽ click vào con Eternity Chain này, đúng không? Chúng ta vào website, chúng ta vào Twitter, chúng ta vào những cái khác đó. Đó, thì mình sẽ tìm hiểu những cái con có cap thấp như thế này thuộc trend Metaverse, và mình dự phóng cái tiềm năng của mình ra sao qua những cái bước mình vừa chỉ anh em. Thì bật mí với anh em, cái này là không phải mình siêu nha, mình chỉ vô tình mình click vào thôi, tại vì cái con này hình như là hồi lâu có làm một cái NFT cho Lionel Messi, một cầu thủ bóng đá huyền thoại đó. Thì cái đợt đó là ngay sau khi nó làm về cái NFT đó thì nó bay rất là cao. Mà thật sự là bây giờ mình nhìn vào mình biết vốn hóa nó vẫn còn thấp. Đó, thì anh em cứ làm theo cái cách của mình. Và mình sẽ lấy một cái ví dụ khác như là The Sandbox đi. The Sandbox cũng làm như vậy. Chúng ta vào website, chúng ta xem rằng The Sandbox website như thế nào. Đó, ở đây chúng ta có phần About nè anh em. Đó, About. Thì chúng ta sẽ kéo xuống để mà chúng ta gặp team của họ, chúng ta gặp cái đội ngũ phát triển của họ trước khi chúng ta vào, chúng ta đọc dự án nó ra sao. Thì ở đây mình chỉ duy nhất quan tâm ông CEO thôi. Đó, thì mình sẽ copy cái tên này cho anh em nha. Copy. Chúng ta sẽ vào Coinbase Arthur Madrid. Đó, thì chúng ta sẽ vào đây, ông đầu tiên đi. Tại vì mình không có thấy chữ The Sandbox thì mình cứ click vào những ông đầu tiên đi. Không biết có phải ông này hay không. Arthur. Rồi, hình như mặt quen đúng không anh em? Mặt cũng khá là quen, cũng khá là giống. Thì chúng ta sẽ vào, chúng ta thấy rằng là đây, cái tổ chức mà ông ấy đang làm CEO nè, có phải là không? PixOut nè. Đó, thì chúng ta kéo xuống.
wow, thì vô tình chúng ta thấy một cái tên rất là quen thuộc là Monica Brand ở đây. Thì như anh em cũng đã biết á, là Monica Brand là một trong những nhà đầu tư, đây, một trong những nhà đầu tư đứng sau và hỗ trợ Sandbox rất là nhiều. Và gần đây đó thì Monica Brand cũng đã gây một cái quỹ cho Sandbox, và ngay khi hỗ trợ một cái quỹ đó đó thì Sandbox cũng đã lập ETH liên tục đó. Thì ở đây chúng ta có đây PixOr được tài trợ bởi Monica Brand. Đây thì chúng ta kéo xuống chúng ta có thấy không? Đây One of PixOr. Đây thì chúng ta thấy cái tên Sandbox đây. Ok, chính chủ. Vậy thì chúng ta đã tin tưởng rằng là ô, đúng, đội ngũ này là một đội ngũ có tiềm năng. Và chưa gì hết, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy là CEO là một người có profile ở trên đây thì cũng đủ chúng ta có những cái bước điểm cộng đầu tiên rồi. Thì sau đó anh em cứ vào những cái như thế này để mà chúng ta tìm hiểu là nền tảng đó đang làm gì và đang làm như thế nào, và chúng ta hãy nên né những cái dự án scam ra đó. Thì đây cũng là những cái lời chia sẻ của mình thật sự, mà tại vì là bây giờ mình cảm thấy thị trường tăng quá là nhiều rồi, và mùa nào cũng vậy thôi anh em, thì sẽ luôn tồn tại những cái dự án nó mọc lên như nấm vậy. Và có dự án tốt, dự án xấu, mà đa phần là mình thấy dự án xấu nó sẽ nhiều hơn. Và nếu anh em nào không cẩn thận thì mình sẽ bị mất tiền oan vào những dự án scam đó, và chúng ta sẽ không có lối về đâu. Vậy thì mình hy vọng rằng là cái video hôm nay của mình sẽ có thể truyền tải cho anh em cái thông tin cơ bản nhất để mà anh em có thể bước vào cái quá trình mình, khi mà mình để một cái dự án nào đó, mình tìm kiếm hidden gem, mình sẽ tìm nó ra sao đó và như thế nào. Thì mình sẽ nhắc lại là đối với cái phạm trù hồi nãy, như là ví dụ như phạm trù về Metaverse hay là DeFi, thì khi mà anh em tìm hiểu đó thì anh em cũng nên dành thời gian để mà mình có thể mình xem những cái đồng coin khác ở trong phạm trù như thế này, để từ đó mình có một cái bức tranh so sánh là thằng này nó có điểm mạnh gì so với thằng kia, thằng này nó hơn thằng kia ở điểm gì và nó yếu hơn ở điểm gì, để từ đó chúng ta có những quyết định đầu tư nó đúng đắn nhất đối với một dự án tiềm năng mà chúng ta tự nghiên cứu, chúng ta tự đưa ra quyết định cho chính bản thân mình nha anh em. Ok, vậy thì video đến đây cũng đã khá là dài rồi, nên mình cũng sẽ xin kết thúc tại đây. Và mình xin cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình nha. Bye bye anh em.